Để có những cái ý tưởng thiết kế phong cách đẹp cho nhà cấp 4 thì bạn cần phải tuân thủ những điều sau đây. Thứ nhất là phải thống nhất về phong cách thiết kế. Hiện nay thì đa số mọi người thường chọn phong cách hiện đại cho nhà, cho phong cách nhà cấp 4 với những đường nét đơn giản, gọn gàng, nhẹ nhàng nhưng không kém phần sang trọng, tinh tế. Phong cách này sẽ giúp cho phong cách của bạn trở nên tràn đầy sức sống. Thứ hai là bạn phải biết cách bài trí vừa phải các cái vật dụng để cho phong cách của bạn đẹp, căn nhà thoáng, không nên bày biện quá nhiều đồ vật. Bên cạnh đó cũng nên hạn chế sử dụng những cái món đồ trang trí mà có kích thước lớn hoặc là các kích thước không phù hợp, hoặc là những cái món đồ cũ ở cái nhà khác mà bạn mang về. Đây là những cái điều bạn nên né. Trước khi ấn định vị trí các món đồ nội thất, bạn nên xác định tâm điểm như một bộ sofa hay một vài chậu cây cảnh. Từ tâm điểm này thì bạn sẽ bố trí các vật dụng xung quanh theo xu hướng tất cả quy tụ về một điểm. Thứ ba là nguyên tắc thứ ba là ánh sáng. Sự phối hợp ánh sáng trong phòng khách là vô cùng quan trọng khi thiết kế phòng khách, bởi đó chính là một nguồn năng lượng đem đến sự thịnh vượng, tạo cho mọi người cảm giác tích cực, khỏe mạnh. Vì thế khi thiết kế phòng khách cho ngôi nhà cấp 4, bạn nên tận dụng nguồn ánh sáng tự nhiên từ cửa chính và cửa sổ kết hợp với những đèn LED để tạo ra cho bạn nguồn ánh sáng sang trọng. Nguyên tắc thứ tư là trang trí phòng khách. Bạn nên trang trí các cây xanh hay là tranh treo tường. Có rất là nhiều loại cây xanh được trồng trong nhà mang lại sự trong lành, tạo điểm nhấn cho phòng khách, vừa phong thủy vừa giúp bạn mang tài lộc cho gia đình. Có thể kể đến các loại cây như là cây kim tiền, cây phát tài, hay là các cái tranh treo tường, các cái đèn LED, các cái đèn tường có thể mang lại cái phong cách cho bạn vừa hiện đại vừa sang trọng. Đó là một cách tô điểm sinh động, tạo nên cho bạn có một cái phòng khách đẹp